Bây giờ quay trở lại với tựa game Đỉnh Phong 2 nha. Vừa sáng ngày vào thì 8 ngày nữa mở cái sự kiện gacha điêu thuyền với chất 20. Hiện tại thì đang vẫn còn cái sự kiện của Triệu Vân nữa anh em, đến ngày 21 tháng 3 này nó mới hết sự kiện và nhường chỗ cho cái sự kiện của điêu thuyền. Đấy thì hiện tại mình đang tích được 70 vé thì phải. 70 vé nha. Test thử xem là cái sự kiện này thì nó sẽ ra sao khi mà chúng ta đi gacha. Để mà còn biết đường sau còn tích để mà gacha anh em ạ. Đấy, đấy, test thử xem thế nào em nhé. Ok, hiện tại 68 vé này, 5 ngày nữa hết hạn. Ở đây thì nó sẽ có cái phần đó là tích để mà gọi là triệu hồi đây anh em. Ví dụ như là ở mốc cao nhất của nó là 300 để mà nhận được 50 mảnh của Triệu Vân. Đấy, các mốc 200 và 150. Ở đây thì mình đã có 68 vé thôi anh em. Khi mà chúng ta gacha thì nó sẽ cho anh em cả cái anh hồn ấn này nữa, và chúng ta có thể là sử dụng để mà đổi mảnh hay là đổi bất cứ cái vật phẩm nào nó có trong shop. Và đây là tỷ lệ của nó đây. Nếu mà anh em đang tìm một cái giả lập cực ngon này, cực nhẹ và cực mượt cho PC và laptop của anh em, truy cập ngay link dưới phần mô tả của video để mà tải ngay cho mình cái phần mềm giả lập cực nhẹ cực mượt để mà anh em có thể là chiến mọi loại game. Anh em click vào đó tải về và trải nghiệm cho mình nha. Mảnh tướng vàng, cái này là nó chỉ ra mảnh thôi nha, nó không có tướng anh em ạ. Mảnh tướng của nó chỉ có x1 thẻ thôi, x1 mảnh tướng vàng thôi là 10%. Đấy, còn lại là những cái vật phẩm khác không quan tâm, chúng ta chỉ quan tâm đến mảnh của Quan Vũ. Và lưu ý là cái tướng vàng này nha. À cái tướng là tướng vàng thì 120 mảnh thì chúng ta mới có thể là sở hữu được. Đấy thì không biết là với từng này cái vé thì có chơi không, thì mình cứ chiến nha để test tỷ lệ cho anh em xem thế nào. Đấy thì mình sẽ gacha luôn Võ Thánh Giáng Thế Quan Vũ. Được thì được, mà không được thì cứ test tỷ lệ để sau biết đường mà chơi anh em. Kệ nó đi, không phải tính làm gì cho nó đau đầu. Rễ ăn được thì rễ ăn, mà không ăn được thì chịu. Đấy, cái gì là mảnh này. Đây là mảnh này, một mảnh Quan Vũ nha, một lần x10 đấy anh em lưu ý là như vậy. Một lần x10 là mảnh Quan Vũ và chúng ta có được 8 này. Ui, nắm anh hồn ấn thế nhỉ. Phát nữa này. Hai mảnh Quan Vũ. Đấy, không phải dễ chơi đâu anh em ạ. Căng phết đấy. 10 lần này, 20 vé này. 50 vé chúng ta có thể được 5 mảnh nha. Thốn đấy. Cái sự kiện này thì chúng ta chắc phải tích khoảng tầm vài ba đợt. Vài ba đợt tướng mới ấy. Chúng ta có thể là sử dụng kim ngọc kim nguyên bảo để mà mua. Đấy và mua thì phải tích vài lần. Ui, không có mảnh nào luôn anh em ạ. Không có một cái gì luôn nhỉ. Chat đấy, nó cho nó lại được cái là nó cho lại rất là nhiều cái anh hồn ấn anh em ạ. Có rất nhiều anh hồn ấn nha. Ý thử xem là nó có giới hạn cái số lần mua ở cái phần anh hồn ấn đó không. Ra cái rì đây, hai mảnh Quan Vũ. Đấy, nó cho rất nhiều những cái anh hồn ấn. Còn bao nhiêu vé đấy nhỉ? 28 vé nữa à. Hai vé kia thì giờ không biết mua ở đâu rồi này. Bỏ qua đi, hai mảnh Quan Vũ. Đấy, tiếp tục một phát x10 nữa. Ô, được viên thuật này, ngon. Được hẳn một viên thuật nha anh em. Tại vì là ở đây cái phần kho thẻ của nó có cái tỷ lệ ra anh hồn ra tướng đây anh em. Đây, thẻ tướng đỏ tới chất 16 này. Không ra 18 em ạ. Được 5 mảnh Quan Vũ. Bây giờ thì chúng ta sẽ có được 8 cái thì bây giờ biết mua ở đâu nếu mà không nạp. 8 cái thì chúng ta có thể là mua ở chỗ quần què nào. Để ra xem là cái sự kiện của nó nào. Ở đây không có cái sự kiện gacha nhỉ. Mua. Bây giờ biết mua 500. Ở đây thì chúng ta cần 1.200. Hai phát này này. Đấy, mua thêm một phát này nữa là chúng ta có thể là mở được cái phần. Tuy thế thì chúng ta lại cần 500 điểm ở đây. Đó. Cái này thì mua sau. Không có cái sự kiện gì anh em ạ. Không có cái sự kiện gì để mà kiếm thêm được hai cái vé nữa nhỉ. Có được hai vé nữa thì êm hơn. 20 mảnh này. Rồi. Trong tiệm chúng ta sẽ còn thêm cái phần mua cái vé nào ngoài không. Hết hết anh em ạ. Mình mua hết rồi. Mình mua không còn cái gì luôn anh em. Quân đoàn này. Đấy bây giờ thì chỉ có dùng ngọc và mua thôi. Không thì chúng ta sẽ chiến chay. 100 cái ngọc xanh này chúng ta có thể là mua được một vé.
Nhưng mà ở đây mình chỉ có 130 cái ngọc xanh thôi nên là không mua được. Thôi thì gacha lẻ vậy. 1 2 3 này. 4 5 6 7 8. Rồi ok, hết vé nha. Hết vé. Đấy thì với 80 vé thì phải nhỉ, đúng không? 80 vé thì chúng ta có được mảnh của Quan Vũ là 14 chiếc. Trời ơi. Và 120 mảnh thì chúng ta mới có thể là sở hữu được Quan Vũ. Vậy bây giờ thì mình sẽ vào phần võ thánh này, sau đó thì vào phần chiêu mộ này và phần đổi này để xem là chúng ta chỉ mua được 50 năm vé, 50 năm mảnh nữa thôi. 50 năm mà cộng với 14 thì nó tương đương với 69 mảnh. Và chúng ta còn phải cần thêm khá là nhiều cái mảnh nữa. Cứ gọi là 70 mảnh đi nhá. Cứ gọi là 70 mảnh đi. 70, 77,14. Đấy, 7, 5, 12. Chúng ta cần 50 mảnh nữa. Cần 50 mảnh nữa. Vậy thì chúng ta cần thêm một đợt bán cái số lượng vé này bằng bằng Kim Nguyên Bảo nữa thì chúng ta mới có thể là sở hữu được triệu Quan Vũ. Nhưng mà lưu ý là đấy chỉ là một Quan Vũ thôi. Còn để mà nâng cái sức mạnh của Quan Vũ lên thì chúng ta cần phải có thêm nhiều đợt khác nữa, nhiều đợt ra tướng mới khác nữa thì chúng ta mới có thể là sở hữu được và nâng cấp được Quan Vũ lên. Chứ đâu có phải là cứ sở hữu về rồi là chúng ta cứ để đấy đâu, chúng ta cần phải đột phá nó lên để mà sở hữu được cái nội tại của nó nữa chứ. Nên là khuyên anh em là nên đợi khoảng tầm vài ba đợt nữa. Đấy, vài ba đợt cứ tích vào đó. Anh em lưu ý là mua cái vé nhá thì chúng ta sẽ tích vào để đợi những cái đợt sau được, không phải lo cái gì cả, nó không reset đâu. Mua sau đó thì chờ vài ba đợt nữa để mà xả. Đấy, nó khoảng cỡ 300 hai 300 vé thì khi đó chúng ta mới nên sở hữu anh em ạ, nên sở hữu cái tướng vàng nó mới mạnh được chứ bây giờ thì không ăn thua. Đấy thì chúng ta có thêm được ít là tu luyện à, chúng ta có được một vị tướng. Bây giờ thì mình sẽ đây, đó chính là viên thuật. Mình sẽ nâng cấp viên thuật lên cộng 3. May mắn hơn thì có thể cộng 4 nhưng mà tuy thế thì cộng 4 hơi khó này. Đấy, cộng 3 là ok rồi. Đây mình có hai chất 18. Thì đấy thì tiểu kiều của chúng ta thì nó lại mới là được một em thôi, chưa được trùng. Nên rất khó để mà có thể là kiếm được thêm. Tại vì cái chất 18 của nó tỷ lệ ra rất thấp em nhá. Đây, Quan Vũ của chúng ta đây. Quan Vũ thì chúng ta hãy cùng xem qua về bộ chiêu một tẹo. Ở đây kỹ năng bị động này. Quan Vũ đứng khua trường đao. Khi kỹ năng Thanh Long nhập hải đánh trúng sẽ dựa vào cái số người bị đánh trúng kèm khiên anh em nhé. Đấy, đánh trúng càng nhiều địch thì khiên cái khiên của nó càng cứng, và khiên của nó thì sẽ bằng 6% HP tối đa của Quan Vũ, và khiên thì sẽ duy trì 4 giây. Ok. Dựa vào HP tối đa vậy là anh em nâng cấp Quan Vũ này, là HP Quan Vũ nó dạng kiểu tanh, nghiêng tanh về là nhiều ấy, trâu là nhiều. Quan Vũ khua đao dẫn dụ Thanh Long hồn nhào nộn theo cái hướng chỉ định. Mỗi lần Thanh Long hồn xuống nước gây sát thương cho kẻ địch xung quanh. Anh em đã quá chán nản với cái tình trạng ping cao đỏ ngòm khi mà chơi các cái tựa game ở trên PC hay mobile. Anh em hãy tải ngay Gear Porter, ứng dụng giảm ping tốt nhất 2024 cho tất cả các cái game hiện tại trên Android, trên PC và trên iOS. Hãy tải ngay bằng link dưới phần mô tả của video này nhé. Thực ra thì theo mình nhận định nha, Quan Vũ thì là một cái vị tướng có cái tạo hình bình thường trong cái tựa game này, cũng vừa vừa thôi, không đến nỗi quá là kinh khủng lắm. Hầm hố nhất thì chắc là chỉ có nữ bố đấy, thì Quan Vũ của chúng ta này. Ngoài ra thì cái bộ chiêu của Quan Vũ thì mình cũng đã sử dụng rồi, bộ chiêu cũng bình thường, không đến nỗi quá kinh khủng. Kinh khủng nhất bây giờ mình nghĩ là nó là nữ bố. Để ra mà thay thế giữa Quan Vũ và nữ bố thì ok. Quan Vũ xông về cái phía trước nha, gây sát thương cho kẻ địch ven đường và kèm cái hiệu quả đánh nuôi. Sau khi mà kết thúc tấn công thì nhấc đao đánh bay kẻ địch phía trước. Còn chiêu cuối là chiêu vô song, đó là cái Bích Huyết Đan Tâm. Quan Vũ ngưng tụ thành hình Thanh Long, uy lực phá ngàn quân, tấn công kẻ địch phía trước 7 lần và gây nhiều sát thương em nhé. Ok, bộ chiêu của Quan Vũ cũng bình thường. Thật sự là cũng bình thường. Với cái thiên phú khi mà chúng ta ở đây là cộng 1, có nghĩa là nâng cấp Quan Vũ lên được 1 sao đấy. Quan Vũ sẽ vung cái yển Nguyệt Đao hấp thụ linh khí ánh trăng sau khi mà thi triển vô song hồi 2% HP. Đấy.
cộng 1 này là khi mà thi triển cái chiêu vô song này thì CHP sẽ được hồi 2%. Đây là cộng 2. Tương đương với 2 sao thì Quan Vũ sẽ thi triển một kích toàn lực sát thương vô song tăng 6%. Ô, dồn chủ yếu vào vô song à. Cái cộng 3 này tương đương với 3 sao thì lòng trung thành và dũng cảm của Quan Vũ khiến kẻ thù khiếp sợ. Khi mà tấn công nước Ngụy tăng sát thương tăng 5%. Đấy, tấn công vào nước Ngụy cái là sát thương sẽ được tăng 5%. Và với cái cộng 5 của Quan Vũ thì Quan Vũ trung thành hộ chủ, giảm sát thương phải chịu của bản thân và tướng chủ tăng 3%. Đấy, Quan Vũ mà khi mà đi hộ cùng với chủ ấy, cùng với tướng chủ ấy thì chúng ta sẽ có được cái chỉ số khá là ok. Tuy thế thì cộng 5 cái này là hơi khó nếu mà ít nạp hay là nông dân. Đó là Quan Vũ của chúng ta. Ở đây thì đằng nào mình cũng đang có mấy cái ải chưa đủ full sao thì mình sẽ đi chiến đấu để mà cho anh em xem bộ chiêu. Hiện tại thì cái sự kiện này nó đang có rồi nên là chắc là nhiều anh em cũng không còn lạ gì nữa rồi, đánh cũng liên tục rồi. Tuy thế thì mình cũng show cho anh em xem để mà cho anh em có cái nhìn tổng quan nhất về Quan Vũ, về bộ chiêu. Đấy, về sức mạnh của Quan Vũ, Quan Vũ thì nó nghiêng nhiều về dạng chống chịu và nó dạng kiểu trâu chứ sát thương gây ra không có nhiều. Ngoài ra thì bộ chiêu của Quan Vũ thì nó cũng không có gì gọi là quá là hấp dẫn lắm anh em nhé. Ngoại hình thì cũng vầy vậy thôi, nó khủng khiếp nhất là nó ở cái thanh đao thôi, thanh long đao của Quan Vũ thôi chứ không có gì. Chiêu vô song của nó thì nhìn nó cũng hầm đấy, nhìn nó cũng hầm hố đấy, nhưng mà nói chung là hiện tại con game này thì không có cái tướng nào nó có thể qua được Lữ Bố. Lữ Bố vẫn là bá đạo nhất. Vì thế thì Lữ Bố thì chúng ta phải nạp một cái gói, nạp cái số tiền khá là lớn, hình như đâu đó là khoảng tầm 5 triệu à, 5 hay 10 triệu nhỉ. Nhiều anh em thấy khoe ở trên nhóm sở hữu được được Lữ Bố, và cái Lữ Bố của những cái người khoe đó thì người ta nâng sao thì rất là kinh khủng nhá, chứ không phải là nom dom là sở hữu được quan được Lữ Bố đâu. Người ta còn nạp rất nhiều để mà có thêm được mảnh và nâng cấp em nhá. Đấy, chứ không phải đơn giản. Đấy, thì anh em thấy cái bộ chiêu của Quan Vũ thế nào? Vậy vậy. Cũng thường thôi, không có gì quá ghê. Dạng dạng thường. Ơ chết rồi, mấy cái rương này mình chưa nhận này, tắt cái auto đi anh em ạ, chứ không là cái rương này nó sẽ không, anh em ngồi anh em nhặt rương không nhặt được đâu. Đấy, tiếp tục đi đấu tiếp. Nếu mà anh em để cho nó auto thì cái phần này nó khó có thể là qua được đủ sao ấy, nên là anh em có thể là xem qua qua tí, ngồi check tí. Ui chết chả rồi, cái này không phải đánh tay anh em ạ, không đánh tay mất sao mất à đâu, nó bị Quan Vũ xử rồi nên là bị kháng chiêu ấy. Cố gắng né những cái chiêu của vị tướng địch để mà giúp chúng ta có thể là tăng tăng được cái số sao mà anh em có thể sở hữu. Ui, Tào Tháo rồi, có cái bộ chiêu của nó cũng bá phết đấy. Rồi chúng ta đã có đủ sao đấy. Ơ mở chết rồi, rương mình chưa mở à, vai trưởng chịu rồi. Vậy là thì ra là cái phần ải này là do mình chưa mở rương. Đấy thì đó là toàn bộ cái video ngày hôm nay về gacha Quan Vũ, rồi là review Quan Vũ. Nói chung là cái sự kiện để mà kiếm tướng vàng này không phải đơn giản, nên chốt lại một câu là anh em nên tích nhiều cho mình qua nhiều đợt để mà có thể là sở hữu được một cái vị tướng vàng nâng cấp cao nhất anh em nhé. Rất cảm ơn anh em đã xem đến cuối video này và chúc anh em chơi game vui vẻ. Bye bye.